Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Tử vi về tài lộc của những con giáp. Có 3 con giáp cười đắc chí vì đổi vận trong tháng 5 âm lịch, xui xẻo đến đâu cũng thành êm đẹp và giàu sang. Trong tháng 5 âm lịch chẳng còn con giáp nào có thể đọ về độ may mắn với 3 con giáp này vì thời kỳ hoàng kim của họ đã đến rồi. Một là người tuổi Sửu, trong tháng 5 âm được thần may mắn phù trợ nên Sửu làm gì cũng hanh thông và tốt đẹp, thuận lợi đủ đường. Họ gặp được những người đồng hành cùng chí hướng, càng dễ dàng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp về túi tiền, từ đó mà đầy hơn, thỏa sức thực hiện những kế hoạch và những mơ ước từ trước, về cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn. Còn về đường nhân duyên, với những người độc thân dễ gặp được những người trong mộng, còn những người đã kết hôn thì có một gia đình hòa thuận và êm ấm. Hai là người tuổi Tỵ, trong tháng 5 âm là một trong những tháng may mắn nhất của người tuổi Tỵ, dù không bỏ quá nhiều công sức nhưng Tỵ lại gặt hái được rất nhiều thành quả, khiến bạn đi hết từ ngạc nhiên này sang đến ngạc nhiên khác. Về tuổi Tỵ sẽ gặp được những bậc cao nhân cả trong sự nghiệp và cuộc sống, khiến bạn được mở mang về tầm mắt và những định hướng mới mẻ cho cuộc sống của mình. Bạn cũng không e ngại về sự thay đổi mà trở nên cực kỳ năng động và quyết đoán trong thời gian này. Đây là những thay đổi tích cực đem đến cho bạn những điều hứa hẹn còn tuyệt vời hơn nữa trong tương lai gần nữa đấy. Ba là người tuổi Thân, tử vi học có nói trong năm Kỷ Hợi 2019 thì người tuổi Thân sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố một cách nồng hậu. Có thể những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, nhưng từ tháng 5 âm lịch trở đi thì vận may sẽ lội ngược dòng với những người tuổi Thân. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên, mọi thứ đều có thể chuyển biến một cách tích cực. Và những tháng cuối năm, tuổi Thân cần bình tĩnh và quan sát xung quanh, rất có khả năng sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ đổi đời và những năm tháng về sau chẳng cần phải lo đến cơm áo và gạo tiền. Về phần 2 là 6 tháng tới, có 3 con giáp không chỉ sở hữu nhân duyên mỹ mãn, mà may mắn còn liên tiếp về tài vận mỗi ngày một tăng. Trong năm Kỷ Hợi 2019 thì có 3 con giáp sở hữu một đường tình duyên và tài vận mỹ mãn. Đặc biệt là nửa cuối năm nay, họ không những tìm được một cơ hội tốt phát triển về sự nghiệp và bản thân mà còn tìm được một mối lương duyên cực kỳ tốt. Về cuộc sống của người được xem là viên mãn khi họ đầy đủ về mặt vật chất và hạnh phúc, về mặt tinh thần. Tuy nhiên, để có được những điều tốt đẹp đó, ai cũng phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Không phải ai sinh ra cũng thừa hưởng được nhiều may mắn và vận may đến với họ theo từng giai đoạn, và mỗi người phải không ngừng nỗ lực và cố gắng từng ngày để giúp một cuộc sống mình được tốt đẹp hơn. Theo tử vi học có nói, trời sinh mỗi người đều có một số mệnh. Vì vậy, có những lúc người may mắn nhưng người này may mắn thì người khác lại gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Nhưng trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có 3 con giáp sở hữu một con đường tình duyên tài vận mỹ mãn. Đặc biệt là vào nửa cuối năm nay, họ không những tìm được một cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp về bản thân mà còn tìm được một mối lương duyên cực kỳ tốt. Đặc biệt đối với những người đã có gia đình thì sẽ có một cuộc sống tình cảm trong năm nay chuyển biến một cách tích cực. Dự kiến nửa cuối năm, về cuộc sống của 3 con giáp này bước sang một giai đoạn đáng mong đợi. Và hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Một là người tuổi Hợi. Theo tử vi học có nói, năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Hợi cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Và nửa đầu năm, mọi thứ vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nhưng đến nửa cuối năm, từ sự nghiệp, nhân duyên, tài vận đều bất ngờ lội ngược dòng. Và những tháng cuối năm 2019 thì tuổi Hợi cần phải bình tĩnh, nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời. và có khả năng sẽ giàu có trong năm nay và mở ra một cuộc sống đầy đủ và sung túc khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Trời sinh người tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu và luôn thấu hiểu cho con người khác. Đa số những người tuổi Hợi đều sinh ra trong một gia đình rất ấm cúng và hạnh phúc. Nếu như không phải thì ít nhất họ cũng có được một tình thương của mọi người xung quanh. Tuổi Hợi vốn là những người không tham vọng, nhưng họ được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Bất kể làm một việc gì thì cũng có quý nhân và thần tài chiếu cố. Thời thiếu niên thì tuổi Hợi làm gì cũng thành công. So với bạn bè cùng trang lứa, họ dễ dàng xây dựng được một sự nghiệp lớn hơn. Và theo tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, nhất là trong tháng 5 này, thì tuổi Hợi cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Và nửa đầu năm thì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng đến nửa cuối năm thì sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều bất ngờ lội ngược dòng. Những tháng cuối năm 2019, tuổi Hợi cần phải bình tĩnh và nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời và có khả năng sẽ giàu có trong năm nay, mở ra một cuộc sống đầy đủ sung túc khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Hai là người tuổi Mão. Tử vi học có nói trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Mão được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố không ngừng. Vì năm nay là một năm tam hợp nên tuổi Mão sẽ được nhiều may mắn về công việc của họ, luôn suôn sẻ và thuận lợi, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Và đặc biệt vào nửa cuối năm 2019 thì tuổi Mão sẽ gặp được một cơ hội tốt để phát triển về sự nghiệp. Trời sinh người tuổi Mão là những người sống rất tình cảm, hiền lành và không quá tham vọng. Trong cuộc sống, đa số những người tuổi Mão thường là những người trọng tình trọng nghĩa hơn là trọng tiền. Họ chỉ cần một cuộc sống bình yên và đầy đủ là được. Người tuổi Mão vốn là một con người rất thông minh và lanh lợi, nên làm việc gì cũng đạt được nhiều hiệu quả rất tốt. Về thời niên thiếu, người tuổi Mão có khả năng xây dựng được một cơ ngơi vững chắc và ổn định, khiến ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Và tuy nhiên, vận may lại không mỉm cười nên họ phải đối mặt với không ít những khó khăn và thử thách. Nhưng theo tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này thì tuổi Mão được thần tài và các vị thần bay bắn đặc biệt chiếu cố không ngừng. Vì năm nay là năm tam hợp nên người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn. Về công việc của họ thì cực kỳ suôn sẻ và thuận lợi, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Và đặc biệt là vào nửa cuối năm 2019 thì tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển về sự nghiệp rất bền vững. Lần này họ có khả năng đổi đời và có một cuộc sống vinh hoa phú quý về đường nhân duyên và tài vận cực kỳ viên mãn đến vài năm sau. Ba là người tuổi Mùi. Theo tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 thì người tuổi Mùi sẽ có một vận may lội ngược dòng. Nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cuộc đời của người này cũng bình yên, sung túc và dư dả của cải. Đặc biệt là nửa cuối năm 2019 này thì người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, và bên cạnh đó có được thần tài và quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thành công và may mắn. Trời sinh những người tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng và là người chịu thương chịu khó và luôn biết cầu tiến trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Mùi không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ và sung túc, nhưng họ có khả năng làm giàu cho chính mình và bản thân mình rất tốt. Người tuổi Mùi có tham vọng thay đổi về cuộc sống nên họ không ngừng nỗ lực và cố gắng làm mọi thứ để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Theo tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này thì người tuổi Mùi sẽ có một vận may lội ngược dòng. Nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cuộc đời của họ cũng bình yên, sung túc và dư dả về của cải. Đặc biệt là nửa cuối năm 2019 này, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, và bên cạnh đó còn được thần tài và quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thành công và may mắn. Về dự kiến những tháng cuối năm thì người tuổi Mùi sẽ gặp một số biến động nhưng không đáng lo ngại, và những biến động này sẽ giúp người tuổi Mùi thăng hoa trong thời gian tới, và hãy cùng chờ xem nhé. Về phần 3 là những ai lấy vợ thuộc 4 con giáp này thì là người chồng như vớ được vàng, hết giàu sang lại phú quý, ai nhìn cũng phát ghen và phát thèm. Những người thuộc các tuổi này không chỉ có vẻ bề ngoài ưa nhìn mà ở họ còn tự tỏa ra những điểm tốt hỗ trợ chồng trong sự nghiệp. Về người đàn ông mà lấy được những người vợ thuộc những con giáp này chẳng khác nào bắt được một cục vàng trong đời. Một là người tuổi Dậu. Phụ nữ tuổi Dậu hiền lành chăm chỉ, lại thiện lương và có tiếng. Họ là mẫu người luôn cần mẫn và cố gắng để đạt được thành công trốn thương trường. Về nhà lại toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con. Với nàng, chỉ cần gia đình hạnh phúc ấm êm thì khổ bao nhiêu Dậu cũng chấp nhận được. Nếu lấy được nàng giáp này làm vợ thì người đàn ông không chỉ an tâm phát triển về sự nghiệp mà còn có một cánh tay trái đắc lực và hỗ trợ. Chưa kể nàng Dậu khéo ăn khéo nói, dư sức làm vui lòng mẹ chồng và gia đạo lúc nào cũng ấm êm. Còn người đàn ông mà lấy được người phụ nữ Dậu như rước được nàng dâu quốc dân về nhà, sung sướng hết phần của thiên hạ. Hai là nàng Mùi. Trời sinh phụ nữ người tuổi Mùi khôn ngoan, tinh tế và sống có trách nhiệm. Họ đặt nặng cảm xúc nên chỉ yêu và cưới người khiến con tim mình rung động. Một khi đã kết hôn, dù có bận bịu trốn công sở đến mấy thì Mùi vẫn cố gắng dành thời gian quán xuyến việc nhà đâu ra đó. Nếu nàng giáp khác sau khi kết hôn mà chấp nhận lùi lại làm hậu phương thì Mùi lại không như thế. Cô ấy có tham vọng làm giàu, khẳng định vị trí trốn công sở nên sẽ khiến chồng phải hãnh diện vô cùng. Chưa kể con giáp này chính là thần tài tái thế nên chồng sẽ được thương lây, có được vô số vận may và tài lộc. Chồng dù nghèo mạt dẹp, lấy được cô vợ Mùi cũng giàu nên nhanh chóng và đổi đời một cách ngoạn mục. Ba là cô nàng tuổi Mão. Phụ nữ người tuổi Mão thường là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Bởi thế mà lấy được người vợ tuổi Mão thì người đàn ông vốn dĩ đã gặp may, nhưng quan trọng hơn thì phụ nữ tuổi Mão có được những vượng phu rất lớn về cuộc sống của họ, luôn gặp được những điều thuận lợi may mắn, nên khi lấy chồng yếu tố này cũng hỗ trợ cho chồng. Mà phụ nữ tuổi Mão không chỉ giúp được chồng có một cuộc sống nhàn hạ, bình yên và thuận lợi mà còn giúp các mối quan hệ của chồng với mọi người được ấm êm và sung túc. Bốn là cô nàng tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thường lành tính nhưng cũng khá sôi nổi. Một cô vợ tuổi Ngọ thực sự là quý nhân phù trợ cho ông chồng trên con đường phát triển về sự nghiệp. Người chồng sẽ ngạc nhiên khi thấy công danh của mình cứ ngày một thăng tiến, không có gì ngăn cản. Không chỉ hỗ trợ cho chồng trên con đường tạo dựng cơ đồ mà người vợ tuổi Ngọ còn luôn tạo ra một sự hài hòa trong tình cảm vợ chồng, đôi bên hòa hợp và gắn bó. Nếu lấy được người vợ tuổi Ngọ thì người chồng rất bình yên khi ở nhà và được trợ giúp đắc lực về đường công danh và sự nghiệp của mình.